Xin chào các bạn, mình là Khánh Vy đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với trường quay của IFO. Như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nói chuyện về vấn đề đi du học bởi vì rất là nhiều khán giả yêu quý của chúng tôi mong muốn đi du học và bao gồm Khánh Vy cũng như thế nữa. Trước khi đi du học thì sẽ có rất là nhiều những cái vấn đề mà chúng ta phải lo như là về ngôn ngữ, về những cái kỹ năng, kiến thức mềm. Và đấy là lý do vì sao mà trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và cùng giới thiệu về một chương trình dự bị đại học sẽ rất tốt và phù hợp cho những bạn học sinh đang mong muốn theo đuổi con đường du học. Và trong ngày hôm nay thì chúng tôi có mời đến studio một vị khách mời là điều phối viên của chương trình dự bị đại học NCUK sẽ mang lại cho chúng ta rất nhiều nguồn thông tin tham khảo hữu ích. Em chào anh Tuấn. Chào bạn Khánh Vy. Anh có thể gửi lời chào tới khán giả được không ạ? Xin chào các bạn khán giả của chương trình IELTS Face Off. Mình là Nguyễn Hoàng Tuấn. Mình làm việc tại bộ phận quốc tế của trường Nguyễn Siêu. Năm nay thì mình có vai trò là điều phối viên chương trình NCUK tại phía Bắc. Vâng ạ, em cảm ơn anh Tuấn rất là nhiều. Và trước khi có những câu hỏi dành cho anh Tuấn về chương trình NCUK thì xin mời trường quay kết nối với phó giám đốc chương trình NCUK tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, cô Amy, để chúng ta có thể tìm hiểu kỹ hơn về chương trình này nhé. Xin mời. Yes, absolutely. Thank you very much for having us on the show. So NCUK is a consortium of universities that formed in the UK back in 1987, and the main purpose of that consortium was to ensure that students around the world could begin their studies using pathway qualifications in their home country, then progress to universities overseas. So since we started, we've successfully placed over 35,000 students to their dream university worldwide. Our international study centres, like those starting here in Vietnam, work very closely with NCUK to ensure that students receive the best teaching possible in a variety of subject areas, including academic English. All of our centres are quality assured, so that we make sure that the experience that students receive here in Vietnam is the same as they would internationally at one of our universities. So once students pass their final exams, they get guaranteed access to over 50 universities in countries like the UK, the US, Canada, Australia, New Zealand, Malaysia, but they can also apply wherever they want. The application and visa process is supported by us to make sure that students have a smooth transition to university and do get the full NCUK package. Thank you. Thank you very much. Cảm ơn cô Amy. Và như các bạn có thể thấy từ cái phần giới thiệu của cô Amy thì nhìn chung đây là một lộ trình rất là tối ưu dành cho những bạn học sinh đang có mong muốn đi du học. Và câu hỏi đầu tiên mà em muốn hỏi anh là về cái sự đảm bảo đầu vào cho các bạn học sinh của NCUK. Anh có thể nói rõ hơn về cái này được không ạ? Nếu mà nói về cái đảm bảo đầu vào dành cho học sinh thì chương trình dự bị đại học NCUK tương đối là đặc biệt so với cả các chương trình dự bị đại học khác. Chương trình dự bị đại học NCUK thì có tới hơn 40 trường là đối tác và họ chấp nhận là luôn luôn giữ một cái chỗ nhập học dành cho các bạn học sinh, mặc dù là kể cả các bạn học sinh có thể là các bạn ấy apply muộn hay apply sớm thì các bạn ấy luôn luôn có một cái vị trí để vào học. Vậy thì không biết là cái tiêu chuẩn đầu vào của mình yêu cầu những cái gì ạ? Hiện nay thì chương trình dự bị đại học NCUK thì mở ra hai lựa chọn cho các bạn học sinh. Lựa chọn thứ nhất là sử dụng điểm số của các cái chương trình học quốc tế, ví dụ như là Cambridge hoặc là IB. Ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng điểm GPA của chương trình Việt Nam. Nếu nói qua thì đối với cả một chương trình Cambridge chẳng hạn thì các bạn học sinh hoàn toàn có thể apply vào chương trình dự bị đại học NCUK sau khi hoàn thành 5 môn IGCSE và đạt điểm C trở lên kèm theo IELTS 5.5 và không band nào dưới 5. Đối với cả các bạn theo học chương trình của Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam thì các bạn bắt buộc phải hoàn thành xong lớp 11 và các bạn có thể sử dụng cái điểm trung bình môn cuối năm lớp 11 là 7.0 trên 10 để có thể apply vào. Tức là em thấy một cái điểm lợi là mình không mất quá nhiều thời gian như của học A-level tầm 2-3 năm đúng không ạ? Đúng rồi, chính xác. Chương trình dự bị thì chỉ kéo dài duy nhất 1 năm. Đó là một cái lợi thế nhất định cho những cái bạn mà học chương trình quốc tế. Và sau đấy là các bạn sẽ được chuyển tiếp tới các trường đại học. Vậy thì không biết là mình có những liên kết với những trường đại học nào ạ? Hiện nay thì chương trình dự bị NCUK được chấp nhận ở nhiều trường nhất trên thế giới, đến hơn 40 trường. Ví dụ như là Swinburne University hay là RMIT.
Nhưng mà các bạn ấy có thể nhập học vào những cái trường top ranking cao của thế giới, ví dụ như Auckland University hoặc là Manchester University. Vậy là có rất là nhiều sự lựa chọn. Không biết là ngành học thì sao anh? Thực ra nếu mà nói thì chương trình dự bị đại học NCUK thì bao trùm tất cả các ngành học. Tuy nhiên trong năm nay thì trường Học viện Siêu mới triển khai cái chuyên ngành về kinh doanh mà thôi. Trong cái chuyên ngành về kinh doanh thì các bạn ấy có thể apply tới hơn 20 chuyên ngành nhỏ khác nhau. Liên quan đến marketing, liên quan đến tài chính ngân hàng, liên quan đến quản trị kinh doanh hoặc liên quan đến quản trị nhân lực. Vậy thì không biết tại Việt Nam mình có những cái cơ sở nào để có thể đến trực tiếp và cũng như là liên hệ và tìm hiểu về chương trình này ạ? Hiện tại thì tại Việt Nam thì các bạn sẽ có hai study centers để có thể đến để đăng ký nhập học. Thứ nhất thì đó là trường Nguyễn Siêu tại Hà Nội và thứ hai là trường Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh. Vâng, vậy là ở Hà Nội thì chúng ta có anh Tuấn là đại diện đây rồi. Và bây giờ thì em cũng muốn kết nối với đại diện NCUK tại Việt Nam mà lại ở trong đầu cầu Sài Gòn đúng không ạ, thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, xin mời kết nối với chị Lam, đại diện của NCUK tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em chào chị Lam ạ, cảm ơn chị đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Rất là hào hứng, không biết là chị có thể giới thiệu qua về cơ sở học của NCUK tại thành phố Hồ Chí Minh được không ạ? Xin chào Khánh Vy, chào anh Tuấn, chào tất cả các bạn. Mình là Lam, đại diện của chương trình dự bị đại học NCUK tại Việt Nam. Đố các bạn biết mình đang có mặt tại đâu nè. Mình hiện tại đang ở khuôn viên của Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Và để thông tin đến tất cả mọi người, Viện Ngôn ngữ Quốc tế học trực thuộc Trường Đại học Kinh tế là một trong hai trung tâm đào tạo của NCUK tại Việt Nam. Thì nói về chương trình dự bị đại học NCUK, đây là một chương trình quốc tế với lộ trình tăng tốc so với lại các văn bằng tương đương khác như là bằng IB hoặc là bằng A-Level nè. Có nghĩa là các bạn chỉ học có 9 tháng tại Việt Nam thôi. Và sau 9 tháng này, các bạn sẽ được đảm bảo nhập học vào các trường đại học đối tác hàng đầu của NCUK tại Anh, Úc, New Zealand, Mỹ và Canada. Quá hấp dẫn đúng không nè? Nếu mà các bạn muốn biết thêm thông tin về các trường đại học đảm bảo nhập học thì các bạn có thể liên hệ với mình qua số hotline. Và để làm bật mí cho các bạn thêm hai điều khác nữa. Thứ nhất là về chương trình của NCUK sẽ không yêu cầu IELTS đầu vào. Có nghĩa là những bạn học sinh mà chưa có bằng tiếng Anh thì các bạn có thể được học khóa học tiếng Anh miễn phí EB Space cũng như là làm bài test tiếng Anh đầu vào của NCUK. Và điều còn lại thì không thể nào mà không nhắc đến những suất học bổng hấp dẫn. Thì với những trường đại học đối tác của NCUK, họ sẽ dành cho học sinh của NCUK những suất học bổng riêng. Các bạn cảm thấy được độ hot của chương trình chưa nào? Thì với những thông tin này, các bạn muốn tìm hiểu thêm có thể liên hệ với mình sang số hotline 086-7973-753 nhé. Hẹn gặp lại mọi người. Em cảm ơn chị Lam rất là nhiều. Wow, các bạn có thể thấy là trường đẹp ghê các bạn ha. Trường ấy mới xây nên là mới được đầu tư rất là nhiều cơ sở vật chất. Vậy là chúng ta đã biết là trước khi vào thì chúng ta cần có những cái yêu cầu gì, cần chuẩn bị những cái gì. Vậy thì cho em hỏi là trong khi học chương trình NCUK thì các bạn sẽ có chương trình học như thế nào và các bạn sẽ có những bài thi ra sao ạ? Đối với chương trình học thì cấu trúc chương trình học của chương trình dự bị đại học thì NCUK nó gọi là cấu trúc 30-70. Thì cái này thì hơi khác một chút so với A-Level. 30-70 là gì? Là 30% thì dựa vào điểm dự án và điểm các cái bài tập ở trên lớp. Và 70% thì là dựa vào điểm thi cuối kỳ. Thì cuối kỳ thì các bạn ấy sẽ phải thi 4 môn. Thứ nhất là môn Business Studies, tức là những môn nghiên cứu kinh doanh. Môn thứ hai là môn Economics, là môn về kinh tế. Môn thứ ba là Math for Business, tức là môn toán trong kinh doanh. Và môn cuối cùng là môn tiếng Anh học thuật, Academic English. Đó. Wow, tức là các bạn học một cách rất toàn diện luôn. Không chỉ có những kiến thức trên sách vở mà các bạn còn được tiếp cận rất sớm với những kiến thức thực tế ở ngoài đời nữa. Không bù cho anh em mình anh ha. Ngày xưa mình đâu được học những cái đấy. Cái này là một cái lợi thế rất lớn của các bạn. Vậy thì trong lúc học là như vậy, sau khi học thì sẽ có những cái lựa chọn như thế nào cho các bạn ạ? Về sau khi mà kết thúc cái chương trình dự bị đại học NCUK, khi bạn nhận được chứng chỉ rồi thì các bạn học sinh thường có hai sự lựa chọn. Sự lựa chọn thứ nhất là các bạn tiếp tục học luôn năm 1 đại học tại các trường trong danh sách hơn 40 trường đối tác của NCUK. Sự lựa chọn thứ hai là các bạn có tiếp tục ở lại để học nốt chương trình Việt Nam để có thể thi được kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thì sau đó thì các bạn cầm trên tay là thứ nhất là cái bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và thứ hai là một cái chứng chỉ NCUK có giá trị trọn đời. Vâng, và trước khi kết thúc chương trình thì không biết là anh Tuấn có muốn gửi một vài lời nhắn tới các bạn học sinh đang muốn đăng ký chương trình dự bị đại học này không ạ? Mình chỉ muốn nói là chương trình dự bị đại học NCUK thì đây là một chương trình mới. Thế tuy nhiên là nó rất là thích hợp, phù hợp với những bạn học sinh có mong muốn đi du học.
Thì với tất cả những câu hỏi các bạn thắc mắc thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với bộ phận quốc tế của trường Nguyễn Siêu để có thể được trả lời và hướng dẫn cách cặt cái nhất. Cảm ơn anh Tuấn rất là nhiều. Cảm ơn chị Lam. Thank you Miss Amy. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hy vọng rằng là chúng tôi có thể cung cấp cho các bạn những cái thông tin hữu ích về chương trình dự bị đại học NC UK, một phần nào đó giúp các bạn theo đuổi ước mơ đi du học của mình. Và những cái thông tin hữu ích, những cái chương trình học mà các bạn mong muốn thì các bạn có thể nhắn tin tới IFO để chúng tôi có thể truyền tải những cái thông tin hữu ích nhất tới mọi người. Và mọi người hãy nhớ đăng ký theo dõi fanpage của IFO để cập nhật những thông tin mới nhất nhé. Thank you. Cảm ơn anh. Vâng ạ. Thank you everyone.